Có thể khẳng định rằng những biệt thự chung cư nằm sát bờ sông Sài Gòn đang mang lại lợi nhuận rất lớn. Đó cũng là lý do vì sao các chủ đầu tư phải chạy đua để có phần. Tuy nhiên, sự hiện hữu của các tòa nhà cao tầng dọc dòng sông đẹp nhất thành phố này đang dấy lên những lo ngại sẽ làm phá vỡ quy hoạch và cả hệ sinh thái của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án biệt thự ven sông trăm tỷ ở quận 2 này cách đây không lâu đã bị thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính 1 tỷ đồng, đồng thời tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm lấn sông Sài Gòn và rạch Ông Hóa. Đây cũng là lần xử phạt mạnh tay nhất của thành phố đối với những dự án lấn sông. Tuy nhiên, việc xử phạt cũng chỉ là cách giải pháp sau cuối đối với những dự án đã được cấp phép dọc bờ sông Sài Gòn. Khi cư dân các dự án này được lấp đầy, sẽ còn rất nhiều hệ lụy mà có lẽ thành phố chưa tính tới. Nó sẽ bị bấm nạt ra. Bấm nạt ra từng đoạn, từng vùng và cát cư của nhiều việc, nhiều công ty, nhiều cái chủ nhân tư nhân như vậy. Nếu mật độ dân cư quá đông, nhà tầng quá cao tầng thì có nghĩa là nước thải cao lên. Nước cấp phải đòi hỏi nhiều hơn. Ngập lụt phải diễn ra liên tục ở trên đường. Thì nó sẽ tác động lên cảnh quan đô thị. Và rất nhiều có thể nhiều trường hợp người ta không xử lý được, người ta tổng ra vào sông thì làm ô nhiễm sông. Các nước thì người ta không phải là chỗ nào cũng là một cái hàng rào. Người ta có những cái công trình công cộng, có những cái công trình thậm chí là nhà hàng. Đấy, để kinh doanh như vậy, để có cái sự gọi là trên bến dưới thuyền. Đấy, như hiện nay chúng ta bến thì không có thì thuyền vô đây làm gì thì tự nhiên là bị mất cảnh quan. Theo các chuyên gia, sở dĩ thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều dự án sát bờ sông vì trước năm 2004, khi thành phố giao đất cho chủ đầu tư chỉ cách bờ sông 10 mét. Nhà đầu tư xây dựng trong đất của mình và không gian bờ sông bị bỏ hoang, nhưng diện tích còn lại này cũng không thể sử dụng để làm công trình công cộng hay đường ven sông. Tuy nhiên, từ năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 150 về quản lý, sử dụng hành lang an toàn sông, kênh rạch, suối, hồ công cộng và mới đây được sửa đổi, thay thế bởi quyết định 22/2017 chỉ cho phép chủ đầu tư xây dựng dự án cách bờ sông Sài Gòn 50 mét thì mọi chuyện tưởng chừng tích cực hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ vì có cách bờ sông 50 mét thì bờ sông vẫn đang bị tư nhân hóa. Chúng ta có những thời kỳ quá dễ dãi cho những cái chủ đầu tư và những chủ đầu tư đó có thể là có những cái áp lực này áp lực kia. Họ làm cho thành phố, lãnh đạo thành phố phải nghiêng ngả. Thế thì vấn đề là thành phố phải mạnh dạn có ra những cái quyết định chấp nhận hay không chấp nhận. Đó là khẩn trương làm cái quy hoạch ngành, gồm có quy hoạch ngành là để chi? Để phát triển hạ tầng ven sông. Nếu chúng ta không phát triển hạ tầng ven sông thì chúng ta lại một mặt là vừa dễ bị lấn chiếm, một mặt là coi như mất cảnh quan bờ sông. Người dân không có cái không gian chung. Và một mặt nữa quan trọng hơn là gì? Quan trọng hơn là chúng ta không thể giải được cái bài toán có liên quan đến bít đường sông và cái hệ thoáng giao thông công cộng, chống ùn tắc giao thông. Cho nên là phải phát triển quy hoạch phát triển ngành này. Thì ngành giao thông đang chấm từng điểm điểm nào làm bến đổ, điểm nào làm là công viên, biển nào làm con đường như thế nào, tất cả đều phải tính hết. Thì hiện nay ngành giao thông đang làm. Chưa biết bao giờ ngành giao thông của thành phố mới làm xong quy hoạch phát triển hạ tầng ven sông. Chỉ biết rằng trong thời gian chờ này, việc cấp phép cho những dự án dọc bờ sông Sài Gòn vẫn được thực hiện. Những dự án mới vẫn xuất hiện. Lượng cư dân ven sông cũng không ngừng tăng lên. Điều này gây áp lực không nhỏ đến môi trường sống của thành phố và cả nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị của chốn thành thị đông dân này.